chào tất cả các cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh Nhà Đất Thảo Duy Phát. Ngày hôm nay thì Hảo xin giới thiệu đến tất cả các cô chú anh chị một căn nhà nằm trên đường Lâm Thị Hố, các cô chú anh chị ha. Lâm Thị Hố, phường Tân Kinh Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là căn nhà mình anh chị ơi. Nhà mình có diện tích đó là bề ngang 4m, dài 16 vuông vức, nhà một trệt, hai lầu sân thượng. Đấy, giá hiện tại là chủ người ta đang chào là 5,5 tỷ, giá còn thương lượng bên chủ. Rồi bây giờ Hảo xin mời tất cả các cô chú anh chị cùng nhau tham quan căn nhà của mình nhé. Đây, tổng quan khu vực nhà mình này quý cô chú anh chị ơi. Trước đó thì chủ nhà người ta họ cho thuê làm một cái văn phòng quý cô chú anh chị. Có những cái kệ này là để các vật dụng đồ này kia đấy. Rồi bây giờ Hảo vào trong cho quý cô chú anh chị và chúng ta cùng nhau xem cái tổng quan nha. Đấy, nhà mình thì được chủ người ta thiết kế và tự xây ở rất là mới. Đẹp vào ở ngay quý cô chú anh chị ha. Đấy, anh chị xem nè, tổng quan khu vực thì hệ thống khu vực này là trước nhà là phòng khách nè. Khán phòng khách này thì khu kệ tủ này, tivi nè anh chị. Đấy, tất cả các hệ thống bên này thì được ốp trần thạch cao rất là đẹp luôn. Đó, khu vực cầu thang lên xuống rất là dễ dàng. Hảo quay khoảng sân phía sau anh chị xem ha. Đây là một cái khu vực bếp ăn anh chị. Đấy, phòng bếp. Đây là vì trước đó là anh chủ mình, gia chủ mình anh làm cái văn phòng này kia anh cho thuê ấy, thì anh đây là có một cái loại cái bàn làm việc này kia. Đó, kết hợp phía sau thì có một cái nhà vệ sinh rất là rộng rãi. Bên này thì có một cái kệ tủ để anh chị để đồ này, setup rất là tuyệt vời anh chị. Đấy, cho anh chị tham quan khu vực nhà vệ sinh mình nha. Anh chị thấy không? Nhà vệ sinh rộng như cái sân bay luôn anh chị. Này, về anh chị mà anh chị muốn thiết kế làm kiến ấy, ngăn ra giữa nhà vệ sinh với lại khu vực lavabo rửa này kia là rất là tuyệt vời. Đấy, khu vực giếng trời này anh chị ơi. Đấy, cực kỳ đẹp luôn. Wow, rất là thoáng luôn anh chị ơi. Hảo đứng đây mà Hảo thấy cảm giác là gió là mát lòng lộng luôn anh chị. Đấy, hệ thống phòng bếp rồi với cái diện tích là ngang 4m dài 16 vuông vức anh chị. Thành ra là cảm giác nhà mình nó rất là dài và là nó thoáng và nó rộng anh chị. Kết hợp với giếng trời nữa. Rồi bây giờ Hảo xin mời tất cả quý cô chú và anh chị cùng nhau mình lên mình tham quan cái lầu 1 ha. Cầu thang được thiết kế theo kiểu 3 vế thì nó lên xuống nó thoải mái hơn rất là nhiều. Đây là khu vực phòng ngủ anh chị, một phòng ngủ phía trước rất là rộng, có nhà vệ sinh riêng biệt anh chị ha. Đấy, nhà vệ sinh, bồn lavabo rồi riêng biệt tất cả mọi thứ. Anh chị thấy là tổng quan khu vực phòng ngủ mình rất là rộng luôn. Lúc trước là gia chủ người ta họ đang ở, bây giờ người ta dọn đi rồi, còn lại tủ nè anh chị, bàn làm việc nè. Đấy, khu vực rất là rộng rãi. Nhà mới đẹp vào ở ngay ha. Đặc biệt thì phía ngoài nó có một cái khoảng không gian anh chị coi nè. Anh chị thấy không? Một cái khoảng không gian mà cái sân phơi. Rồi cái ban công phía ngoài rất là rộng rãi anh chị. Đó, rất là rộng luôn. Phía ngoài nó rất là mát nữa. Rồi, Hảo quay một vòng một khu vực phòng ốc phía sau cho anh chị xem ha. Đây, cực kỳ rộng rãi, cực kỳ thoáng luôn. Mỗi phòng nhà mình thì đều có nhà vệ sinh riêng biệt hết anh chị ha. Nhà vệ sinh khép kín, nhà vệ sinh riêng biệt hết. Khu vực này thì nó có một cái khoảng thông gió của giếng trời. Đó, nó tạo cảm giác nhà mình rất là mát mẻ. Đây, nhà vệ sinh anh chị. Đấy, rất là rộng rãi nha. Bây giờ Hảo xin mời tất cả quý cô chú anh chị cùng nhau lên tham quan lầu 2 ha. Lầu 2 cũng được thiết kế y chang nhau anh chị, rất là rộng rãi. Với các hệ thống phòng ốc này kia. Đây, vẫn còn lại giường tủ đàng hoàng hết luôn. Tất cả các hệ thống máy lạnh anh chị là đều đã được đi âm tường hết rồi, đều được lắp đặt đầy đủ hết rồi. Đấy, phía đây thì có một cái hệ thống giếng trời anh chị. Nó lấy gió và là ánh sáng phía ngoài vào, rất là mát mẻ luôn. À, tòa ở trên thì được thiết kế giống y dưới luôn anh chị. Nhà vệ sinh thì y chang nhau hết. À, rất là rộng rãi, rất là thoáng. Vị trí nhà mình thì nằm ngay trục đường Lâm Thị Hố, phường Tân Chính Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh quý cô chú anh chị ha.
chỉ với giá là 5,5 tỷ, giá còn thương lượng ở bên chủ. Quý cô chú anh chị nào mà có nhu cầu mua căn nhà này thì gọi trực tiếp cho số điện thoại của Hảo Địa Phát ở trên video ha. Rồi Hảo mở khu vực sân thượng cho anh chị xem ha. Đấy, rất là thoáng, rất là đẹp anh chị. Xưa thì anh chị là anh trồng rau hoa quả đây này nữa, giờ thì anh di chuyển về trung tâm anh ở rồi, anh bán cái căn nhà này lại. Còn lại hẹ anh chị thấy không, hẹ này quá trời này. Đấy, khu nhà mình thì là một khu nhà phố, là được thiết kế đồng bộ nhau rất là đẹp anh chị. Ở hẻm xe hơi anh chị ha, anh chị thấy chiếc xe hơi đang chạy vào ấy, ở phía dưới kìa. Ở chiếc xe hơi màu đỏ chạy vào anh chị thấy không, hẻm xe hơi một sẹt thôi là anh chị đã ra ngay mặt tiền đường, làm tỉ hố luôn. Khu vực này là xe hơi mình đậu đổ trong nhà thoải mái anh chị ha. Khu vực mình là vị trí cực kỳ đẹp luôn, hẻm xe hơi một sẹt ra mặt tiền đường, làm tỉ hố gần khu vực mà bên khu Hiệp Thành City rồi anh chị. Đấy, giá trị tương lai cực kỳ cao ở khu này. Hiện tại giá bên này nó còn rất là mềm, chỉ với 5,5 tỷ thương lượng thôi thì anh chị đã có ngay một cái căn nhà phố một trệt hai lầu, gồm có 4 phòng ngủ, có được cái khu vực ban công này rất là rộng rãi luôn anh chị. Đó, cực kỳ đẹp luôn, với giá 5,5 tỷ còn thương lượng. Quý cô chú anh chị nào yêu mến Hảo á, thì cho Hảo một like và nhấn đăng ký kênh Nhà Đất Hảo Địa Phát nhé. Cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị ở những video nhà đất tiếp theo.